Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài xướng âm 64. Đối với bài này á, thì nó sẽ có một dấu thăng. Nhưng mà nốt kết thúc của mình á, thường thường nốt một nốt thăng thì nó sẽ là giọng son trưởng hoặc mi thứ. Nhưng đối với bài này chúng ta thấy nốt kết thúc là nốt rê nên thường thường sẽ làm các bạn bị rối nhé. Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn hiểu bài này ở son trưởng nha. Nốt rê đây kết thúc á, là nốt bậc năm của son trưởng nên một vài bài nó hơi lạ, đó là chúng ta nếu mà không không có biết được thì chúng ta sẽ xác định sai tông sai giọng của bài hát nha. Bài này là son trưởng và nốt kết thúc là nốt rê là bậc năm của son. Rồi, thêm ví dụ này. Bây giờ thăng âm của son trưởng nó sẽ có một dấu thăng như sau này. Son la si do re mi fa son, son fa mi re do si la son, son fa son fa. Fa thăng nha. Tất cả những nốt pha trong bài đều bị thăng lên. Bây giờ thầy đọc bài này này. Rồi, bắt đầu. À, ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là có cái dấu này này, cái dấu này. Dấu này có ý nghĩa là không phải là dấu luyến, cũng không không phải là dấu nối cao độ, mà cái nguyên một cái cụm này này để cho chúng ta biết là chúng ta hát hoặc xướng âm để cho nó liền cái cụm này lại với nhau, đừng bị rời rạc từng cụm. Ok. Rồi. Rồi, thầy ví dụ nha. Ở đây thêm một dấu lặng đơn nữa là khi chúng ta xướng âm tới đây là chúng ta phải ngắt giọng của mình này, là không kéo dài nha. Bắt đầu thầy xướng âm này. Son son mi mi re re mi. Son son mi mi re re mi. Re son fa re mi son fa. Re son fa re mi son fa. Son la mi fa re. Son la mi fa re. Mi son si mi mi re. Mi son si mi re. Hết. Ok.